Chờ chờ đầu báo mong sẽ kính chào quý khách hàng, cái gì khán giả, kính chúc quý khách hàng, cái gì khán giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Video này mình cập nhật giá thịt heo bán sỉ tại chợ đầu mối Long Môn quý vị. Thì rất là nhiều quý anh chị em hỏi mua thịt heo trong chợ đầu mối Long Môn, thì mình thấy cái nhu cầu của quý anh chị em nó cũng nhiều, thành ra mình có hỏi chi tiết lại để mình tính cái cách mà để mình làm cái dịch vụ về cái mua thịt heo hộ này cho quý anh chị em. Thì và đồng thời mình cập nhật giá luôn, cập nhật giá lên cho quý anh chị em mà tham khảo. Thì heo đây có rất là nhiều loại, thì cái loại mà heo nhất á, heo nhất ở thời điểm này hôm nay là bây giờ là 1:45 sáng ngày mùng 10 Tết nha quý vị, ngày nay ngày dưới mình tài nè. Rồi xin nói lại là cái giá thịt heo mà mắc nhất tại chợ đầu mối Hóc Môn hôm nay vào thời điểm này nha quý vị là 75.000 đồng một ký, là heo nhất, heo nhì, heo con á. Còn mà cái con mà cái loại là mở mở này nè là 64.000 đồng một ký nha quý vị. Đó, heo nó vậy đó, chứ không phải mà con nào đó cũng cái giá đó, thì rất là nhiều loại. Thì không biết rồi quý anh chị rồi chuyên nghiệp thân mình thì mình thông tin cái giá vậy, còn ở bên mình á làm dịch vụ mà cũng xin thưa như thế này, ví dụ ở đây mình vô đây là thương lái bà con, mà thương lái ở trong chợ này ví dụ nói bán cho mình heo nhất thì mình tin heo nhất, heo nhì mình tin heo nhì, nếu hoàn toàn là mình không biết nghề thì á là ở đây mình mua trực tiếp cái giá ở chỗ này, nơi nào người ta có sạp giống kiểu người ta buôn bán có tên có tuổi á, thì mình cứ mua ra cái loại đó cho quý anh chị em mà nhờ mình mua hộ, thì mình chỉ lấy tiền dịch vụ mua hộ. Thì mình mua hộ là 2.000 đồng một ký, mình đem ra ngoài vận chuyển ra ngoài cho quý anh chị em. Rồi nếu mà quý anh chị em ở nội thành thì là từ đây một người khác ship xuống quý anh chị em, ví dụ người ta lấy 100.000 thì quý anh chị em trả cho người ta 100.000 cộng với mình là 2.000 đồng cho một ký mua hộ, và giá bán thì trực tiếp ở trong chợ vào thời điểm mua luôn, chứ mình không có kê kiếp gì nghe quý vị, không có là mua đi bán lại gì hết, mình là mua hộ lấy tiền dịch vụ thức đêm thức hôm đi mua hộ cho quý anh chị em thôi, lấy cái tiền mua hộ là 2.000 đồng một ký, phí ship tính riêng, đó là như vậy đó quý vị. Để quý anh chị em hỏi thì mình có thông tin rõ ràng cụ thể trên video này, thì mua là tối thiểu cũng phải là nửa con vậy nha quý vị, nửa con vậy nè. Nửa con này á thì nhỏ là 30 mấy ký, lớn là 40 mấy 50 ký, thì hiện tại bây giờ là cái dạng này là 30 mấy ký quý vị. Ví dụ như ở đây á quý anh chị em đòi mua heo loại 6 mấy ngàn, 63, 64 ngàn, thì mình vô mình nói heo loại đó đó, heo loại heo 3, heo 4 gì đó quý anh chị em á, thì biết nghề thân mình rành cái chủng loại heo thân mình, thì cứ kêu mua loại nhất là mình vô đây cứ nhất mình làm việc. Thì vô đây á thì nó đúng ra bà con á tiểu thương trong chợ thì mình cũng quen, thì mình mới vô đây quay video được, thì mình cũng tin tưởng bà con tiểu thương trong chợ vậy. Ví dụ ở trong đây bà con tiểu thương bán mình nói loại 1, mình cứ ship xuống mình cứ tính loại 1, ta tính tiền sao mình thấy nguyên cái bill đó, đó
và mình tính tiền thực tiếp với lại quý anh chị em luôn. Và quý anh chị em mua heo bên mình làm dịch vụ mua hộ thì quý anh chị em phải chuyển tiền trước nha quý vị, phải chuyển tiền trước là 50%. Ví dụ heo á mà quý anh chị mà mua mà 1 triệu là phải chuyển cho mình là 500 ngàn, mua mà 4 triệu phải chuyển cho mình 2 triệu, còn 2 triệu khi nhận heo rồi hãy thanh toán nha quý vị. Thì mình là chỉ là gọi là dịch vụ đi mua hộ. Anh em quý chị anh chị em không có thức khuya dậy sớm được và ở xa thì ở bên đây á, mình mua cho mình mua trực tiếp cả mình tiền phí mình mua hộ và tiền á mấy anh xe hôm cái người vận chuyển á, họ vận chuyển sao không biết, họ lấy cái tiền á là 50-100 ngàn đó, cái đó là thỏa thuận. Ví dụ như á quý anh chị em mình nói cái giá vận chuyển cho tới nhà quý anh chị em là 100 ngàn, quý anh chị em ơi nó mắc thì phải có chỗ nào rẻ thì cứ kêu rẻ lên đây đi, mình mua ra mình bỏ lên xe giùm cho. Còn cái giá vấn đề mà ship là mình không có ép nha quý vị, không có ép là phải bên đây ship bên kia ship gì hết á, mình là đi mua hộ là mình, còn cái vấn đề ship là của người khác, đây là ông chủ nè, đó ông chủ. Cái đoạn video đầu nó bị mờ, nếu mà mình lao là cái kính nó rõ hơn với chị em thông cảm. Cái khúc đầu hết hơn 6 phút gì đó thì mình cũng thông tin tới để mình làm cái dịch vụ này cho quý khán giả, quý anh chị em mà mua mua thịt heo ở bên mình mà hỏi lại mà hỏi á, thì ở đây là cái bill là anh đã trang tính tiền á, lợi đó anh đã ăn ca cái bill là mình lấy cái bill đó đó mình tính tiền với quý khách hàng, với khán giả là đầy đủ thông tin luôn, heo loại mấy là bao nhiêu ký là nó có bill y như là ở vô Bách Hóa Xanh vậy. Rồi á là trả thêm cái phí ở bên ngoài cũng như là thuê mình đi chợ thức đêm thức hơn mẹ đi chợ cho quý anh chị em, và mình ở đây mình đi mình mua giùm, rồi ra là muốn kêu xe mình kêu giùm á thì mình hỏi giá xe chở xuống tùy theo, tại vì quý anh chị em có người ở gần có người ở xa, thành ra là cái phí vận chuyển nó có khác biệt. Chỗ xa thì nó mắc mà chỗ gần thì nó rẻ, thì thay vận chuyển ta tính tiền theo cây số, cứ vậy nó dễ lắm. Bây giờ này cái thế hệ mà xã hội bây giờ 4.0 rồi, không có ai mà chặt chém được đâu mà quý anh chị lo, cái đó là tôi dám cam đoan câu đó, dám cam đoan mà danh dự vậy, không ai mà nói mà chặt chém được người nào. Làm ăn bây giờ là phải rõ ràng, mình đó là xưa giờ mình làm trên cái kênh của mình là vậy, rõ ràng và nó bới bòn cái gì, rõ ràng nó thực tế, nó vừa mình vừa ta quý vị. Ở đây á là bán ít nhất á, là nếu quý cô chú anh chị mà mua lẻ đó là mua cái đùi vậy nè, mua cái đùi vậy nè quý vị, là người ta mới bán, hoặc là một cái vai. Còn cái giá thịt heo á thì nó theo cái thời điểm mình mua, nó cũng vậy, cũng đầu chợ cuối chợ, chứ không phải là lúc nào nó cũng như thế. Còn mua là nguyên mảnh là nó có giá nguyên một mảnh, còn mình mua một cái đùi là có giá của cái đùi, nó rẻ hơn cái mảnh, tại vì cái mảnh á nó có ba rọi rồi nó có sườn, còn cái đùi có vậy chứ nó rẻ nha quý vị. Thì cái giá hôm nay á là mình thông tin đến quý cô chú anh chị em là cái giá là mắc nhất hiện tại bây giờ là heo loại 1 á 75 ngàn đồng một ký,
Còn cái loại mỡ á, loại mà loại dưới á 63.000 là rẻ nhất, thì nó có giá là 63, 64, 65 và cho tới 75, nó trên là cái nhau từ loại mà mắc nhất cho tới rẻ nhất á, là nó 10 giá khác nhau. Và thấy đơn giản là nó có 10 loại khác nhau đó quý vị. Theo như cách mình hiểu là như vậy. Và tại vì bà con tiểu thương trong đây á chia sẻ cái giá cho mình, chia sẻ nói cái giá cho mình, rồi mình hiểu vậy, mình thông tin đến bà con cô chú anh chị em xem trên kênh mình hiểu như vậy rồi cái gì. Thế còn mình không biết ngày này, rồi vô đây cập nhật, chủ yếu là cập nhật cái tình hình cập nhật cái tình hình mà giá thịt heo trong Tết. Rồi bây giờ ok, đây anh nè, anh chủ là nè, anh này là anh Sơn nè đó, cô chú anh về nè, nói về anh Sơn, anh này nè là anh Sơn, thì mình á là mình quen chú Sơn này nè, rồi mình mới được đứng đây mình quay video chứ không có dễ đâu, khó lắm. Và mình cũng chả có dám đi chỗ khác, mình chỉ được đứng chỗ này thôi. Được đứng chỗ này nữa nha quý vị, có ông chủ mới dám bảo đảm cho mình dám đứng đây thôi, không có ai mà dám hết, khó lắm. Còn cái vấn đề mà hóa đơn đỏ thì ở đây á, bà con ở đây bán không có hóa đơn đỏ nha quý vị. Xuất hóa đơn ở cái sạp vậy đó, không có hóa đơn đỏ gì hết. Đó, ta bán quá trời. Mình còn không biết á, nghe nói là mấy cái đó là gì, cái đó là hả, nằm sữa có ai liên hệ à, nằm sữa hả, cái đó nhiêu ký hả, 350 một ký hả, để cho mình quay miếng coi cho chứ. Cái này là kêu bằng cái gì, nằm sữa hả, nằm hả, lâu lâu mới có thôi, 350 một ký hả, hả chị hả, 350 một ký, nằm sữa gì đó quý vị, vú heo á, vú heo á, 350 một ký, mà chị nói là lâu lâu mới có, bà chủ á, phải nói lâu lâu mới có đây nè, mới ai mới hỏi đó, có hết nha quý vị. Mình á là cái cách của mình bán mua hộ là như vậy, kiểu như quý anh chị em cứ đặt hàng rồi mình vô đây mình hỏi rồi mình thông tin lại, trời nó có Zalo cũng dễ lắm, thích mua loại đó vô hỏi loại đó, giá đó báo cho quý anh chị em, rồi quý anh chị em kiểu ưng mua chuyển tiền là mình mua, kiểu nó vậy á, vậy không mà có cái nhại có cái á, là nhiều khi á anh chị em mình hỏi rồi anh chị em không mua, nó làm mình nhại với ta, mốt mình hỏi người ta không được, nó khổ vậy á, nếu mình hỏi là mình mới mua thì thành ra bắt buộc mẹ nó là còn cái gì nữa đó, nó khổ vậy, nó mâu thuẫn. Nếu mà mình hỏi thì thiệt đó, cũng là lần đầu mình hỏi gì người ta cũng trả lời mình đó, nếu hỏi mình không mua làm sao sao mình hỏi, khổ thế. Còn mà nếu mà nói chị em mà nói hỏi phải mua, hỏi phải mua buộc rồi, vậy nó đâu có thông phản, đâu có không phản, khổ vậy nha quý chị em thông cảm. Nói gì á ta vui vẻ, nói gì cái gì vậy, mình hỏi ra, mình hỏi mà mình không có mua, mình nói là mình quay qua ra mớ rau thôi, mình hỏi mà người ta mình không mua, biết là mình còn không dám hỏi.
tức là cái đó mà thịt heo này. Chú Sơn là chú này nè đó, ai quen chú Sơn là chú này đó, còn trẻ tuổi khoảng bốn mấy rồi. Mình kêu bằng cái vú heo đi mà sao phải tới ngậm sữa nắm sữa gì đó rồi nó ồn ào mình biết chết liền luôn, mình nghe lốm thốm nữa. 300 mấy ký mà lâu lâu phải có cái giá vậy nha quý vị. Rồi còn cái dịch vụ bên mình á, quý cô chú anh chị em có hỏi mình á, để mình trả lời á, là cái cách mua ở bên mình là mua hộ bên mình là vậy. Mình chỉ là lấy cái phí đi mua hộ thôi, vô đây mua hộ, mua đúng chủng loại mà quý cô chú anh chị em muốn mua, mua loại một kêu mua loại hai kêu mua loại ba thì ở đây nè, những cái người đây nè, mình vô đây ví dụ như mua bên chú Sơn đi, mình mới biết là chú Sơn mới là cái người biết rành cái loại, chứ mình sao mình biết, vô nhà chú mua giùm. Đúng rồi, nhà chú bán cái loại đó chú bán cho tôi, chú lựa dùm đó, này thấy đã thấy mà ok thì mình mua nữa quý vị, kiểu vậy á. Chứ còn nói mà bản thân mình mà kêu họ biết nghề biết loại như quý cô chú anh chị em, quả tình là mình không biết gì hết. Thật tình là không biết này, không thể mà nói mà không biết mà nhận bừa là mình biết là không được. Như vậy là cái tánh mình xưa giờ không phải vậy. Biết đâu biết, khó đó có, chứ không có ẩu được, mình không có ẩu. Chín sáu tám ngàn, cảm ơn nha. Sơn không mắc tiếp khách hỏi theo cái tạo ra phòng cái gì em nói 68-9 ngàn theo cái em đẹp, mình hay dạy thôi, mình chia sẻ lấy thông tin khán giả trên kênh Chợ Đầu Mối Hóc Môn biết vậy thôi, còn nữa là thua. Heo mà heo cái heo đẹp là sao, 68-9 là 68 ngàn một ký hoặc là 69 ngàn đồng một ký. Thì anh đó cũng làm trong đây nè, ảnh nói giá vậy thôi chứ ảnh không phải là cái người quyết định bán. Thì một miếng như vậy á, nhỏ là 3 mấy ký rồi quý vị, nửa con là 3 mấy ký, lớn á thì 40-50 ký. Rồi video của mình nè, nằm sữa chị là chỉ đang lóc là 300 mấy ký rồi, lâu lâu mới có. Nhớ nha, có liên hệ tí mang ra cho. Cái đó kêu bằng cái gì? Nằm sữa. Nằm mà. Nằm, cái này này. Nằm mà. Nằm sữa. Nằm sữa, nằm sữa. Cái thử lạ quá chứ chị, nào giờ mình mới nghe luôn, nằm sữa. Chịu phép luôn. Nằm sữa. Tên nó vậy đó ta. Tên mình ấy tập đi tập lại mà còn muốn lẹo lưỡi, không biết nói đúng hay không. Quá thầy.
ký à. Bà nói 300 mấy mà. 350 à. 350 một ký. 350 một ký nha quý vị, mà lâu lâu mới có. Bà chủ đó. Bà chủ đó quý vị. Rồi video của mình đến đây là kết thúc quý vị. Nếu quý khách hàng, quý vị khán giả thấy video này có ích và ý nghĩa thì xin hãy nhấn đăng ký kênh để kênh được phát triển, và nhớ bấm vào cái chuông để nhận được thông báo khi kênh có video mới nhất. Xin cảm ơn quý khách hàng, quý khán giả đã xem video này. Chào tạm biệt quý khách hàng, quý khán giả. Hẹn gặp lại quý khách hàng, quý khán giả ở video tiếp theo. Bye bye.